vào đầu ngón trỏ tay trái. Cách biểu thị ký hiệu mắt. Tay phải để giữa cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón trỏ đặt vào đuôi mắt phải. Cách biểu thị ký hiệu mũi. Tay phải để giữa cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón trỏ đặt vào cánh mũi bên phải. Cách biểu thị ký hiệu miệng. Tay phải để giữa cái ngón tay theo hình chữ vào đầu ngón trỏ tay trái. Cách biểu thị ký hiệu mắt. Tay phải để giữa cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón trỏ đặt vào đuôi mắt phải. Cách biểu thị ký hiệu mũi. Tay phải để giữa cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón trỏ đặt vào cánh mũi bên phải. Cách biểu thị ký hiệu tai. Tay phải để giữa cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt vào vành tai phải. Cách biểu thị ký hiệu tóc. Ngón trỏ và ngón cái tay phải nắm vào tóc ở đầu bên phải, các ngón khác nắm lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học một bài mới nhé. Người này đang làm gì hả các em? À, các bạn nói là người này đang ngủ, đang nằm. Đúng rồi các em ạ, đây là ký hiệu nằm. Tay trái duỗi thẳng khép kín, lòng bàn tay hướng lên trên. Ngón trỏ, ngón giữa tay phải duỗi thẳng, các ngón khác nắm lại. Lòng bàn tay hướng xuống dưới đặt vào lòng bàn tay trái. Đó là ký hiệu nằm. Bạn làm ký hiệu nằm. Các em hãy quan sát cách bạn thực hành lại ký hiệu nằm nhé. Cách biểu thị ký hiệu nằm như sau. Tay trái duỗi thẳng, khép kín, lòng bàn tay hướng lên trên. Ngón trỏ, ngón giữa tay phải duỗi thẳng, các ngón khác nắm lại. Lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt vào lòng bàn tay trái. Hành động này là gì nhỉ? Em bé đang bò. Chúng ta hãy cùng học ký hiệu bò nhé. Hai bàn tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng xuống dưới, di chuyển lần lượt hai tay lên phía trước. Đó là ký hiệu bò. Các em hãy quan sát cách các bạn làm hành động nhé. Hãy xem cách cô giáo sửa sai cho bạn. Cách biểu thị ký hiệu bò như sau. Hai bàn tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng xuống dưới, di chuyển lần lượt hai tay lên phía trước. Chúng ta hãy cùng quan sát bức tranh tiếp theo. Người này đang làm gì nhỉ? À, các bạn ấy đoán là người đang ngồi. Đây là ký hiệu ngồi. Động tác 1, tay trái để chữ cái ngón tay U, đầu các ngón tay hướng sang bên phải. Động tác 2, ngón trỏ và ngón giữa tay phải ôm lấy ngón trỏ và giữa của tay trái, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Bạn đang thực hành lại ký hiệu ngồi. Cách biểu thị ký hiệu ngồi như sau. Động tác 1. Tay trái để chữ cái ngón tay theo hình chữ U. Đầu các ngón tay hướng sang bên phải. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải
ôm lấy ngón trỏ và ngón giữa của tay trái, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Các mẹ chú ý quan sát thật kỹ bức tranh tiếp theo này nhé. Người này đang làm gì hả các em? À, người đang đứng, tay trái để duỗi thẳng khép kín, lòng bàn tay hướng lên trên. Động tác 2, tay phải để chữ cái ngón tay V, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu các ngón tay đặt lên lòng bàn tay trái. Đó là động tác đứng. Các mẹ quan sát các bạn làm ký hiệu đứng nhé. Cách biểu thị ký hiệu đứng như sau. Động tác 1. Tay trái duỗi thẳng, khép kín, lòng bàn tay hướng lên trên. Động tác 2. Tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu các ngón tay đặt lên lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy cùng quan sát bức tranh tiếp theo. Hành động này là gì nhỉ? Đó là hành động đi. Đây là ký hiệu đi. Tay phải để chữ cái ngón tay V, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón tay hướng xuống dưới, di chuyển hai ngón tay lần lượt tiến lên phía trước. Chúng ta hãy cùng xem bạn thực hành lại ký hiệu đi. Đây là ký hiệu đi. Tiếp theo hãy xem một bạn khác thực hành nhé. Đây là ký hiệu đi. Cách biểu thị ký hiệu đi như sau. Tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón tay hướng xuống dưới, di chuyển hai ngón tay lần lượt tiến lên phía trước. Chúng ta hãy cùng quan sát bức tranh tiếp theo. À, các bạn có vẻ đoán ra được hành động này rồi. Hành động này là gì nhỉ? Có phải là hành động chạy không? Chúng ta hãy cùng học ký hiệu chạy nhé. Động tác 1, hai tay nắm, lòng bàn tay hướng vào nhau, hai tay để so le. Động tác 2, di chuyển hai tay tiến lên lùi xuống hai lần. Bạn thực hành lại ký hiệu chạy đấy. Tiếp theo, hãy xem cách bạn thực hành lại ký hiệu chạy. Cách biểu thị ký hiệu chạy như sau. Động tác 1. Hai tay nắm, lòng bàn tay hướng vào nhau, hai tay để so le. Động tác 2. Di chuyển hai tay tiến lên, lùi xuống hai lần. Làm được rất nhiều hành động đúng không? Đầu tiên là ký hiệu nằm, ký hiệu bò, ký hiệu ngồi, ký hiệu đứng, ký hiệu đi, và ký hiệu chạy. Bây giờ cô sẽ mời một bạn lên thực hành cùng với cô nhé. Cô sẽ làm một số động tác bằng ký hiệu, còn em thì sẽ chỉ hình tương ứng nhé. Cô vừa làm ký hiệu nằm. Thế bò đâu? Bạn rất giỏi. Bây giờ cô sẽ làm hành động, còn các em thì sẽ làm ký hiệu cho cô xem nhé. Đấy là hành động gì nhỉ? Hành động đứng, hành động ngồi. Cô giáo vừa làm gì? Đó là hành động đi. Hành động chạy.
các em nhớ nhé. Chúng ta hãy quan sát bức tranh tiếp theo nhé. Người này đang làm gì nhỉ? Các bạn đoán là người đang ngủ. Chúng ta hãy cùng học ký hiệu ngủ nhé. Tay phải duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt tay vào má phải, đầu hơi nghiêng về bên phải. Đó là ký hiệu ngủ. Bạn đang thực hành lại cho chúng ta xem ký hiệu ngủ. Cách biểu thị ký hiệu ngủ như sau. Tay phải duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt tay vào má phải, đầu hơi nghiêng về bên phải. Bức tranh tiếp theo của chúng ta đang nói gì nhỉ? Bạn đang thức dậy. Con gái này đang làm gì? Các bạn đoán là các bạn đang thức dậy. Chúng ta hãy cùng học ký hiệu thức bằng ngôn ngữ ký hiệu nhé. Ngón cái và ngón trỏ tay phải chạm vào nhau, đặt vào đuôi mắt phải, các ngón khác nắm lại, nhắm mắt. Di chuyển đầu hai ngón tay về hai phía, đồng thời mắt mở ra. Đó là ký hiệu thức. Hãy xem bạn làm lại ký hiệu thức nhé. Cách biểu thị ký hiệu thức như sau. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải duỗi, đầu ngón tay để chạm vào nhau, đặt vào đuôi mắt phải, các ngón khác nắm lại, mắt nhắm. Sau đó, di chuyển đầu hai ngón tay về hai phía, đồng thời mắt mở ra. Chúng ta hãy quan sát bức tranh tiếp theo nhé. Các bạn đang làm theo nội dung của bức tranh. Bạn ý đang làm gì nhỉ? Bạn ý đang nhìn đúng không? Chúng ta hãy cùng học ký hiệu nhìn. Tay phải để chữ cái ngón tay V, lòng bàn tay hướng vào trong đặt trước mắt. Xoay cổ tay ra ngoài, lòng bàn tay hướng ra ngoài, di chuyển tay sang trái. Hãy chú ý cách bạn thực hành lại ký hiệu nhìn. Đó là ký hiệu nhìn. Cách biểu thị ký hiệu nhìn như sau. Tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt trước mắt. Xoay cổ tay ra ngoài, lòng bàn tay hướng ra ngoài, di chuyển tay sang trái. Nào chúng ta hãy cùng xem bức tranh tiếp theo. Bức tranh này thể hiện hành động gì hả các em? Bức tranh thể hiện hành động nghe đúng không? Đây là ký hiệu nghe. Tay phải để chữ cái ngón tay cờ, đặt ôm vào vành tay phải, đầu hơi nghiêng sang trái. Chúng ta hãy chú ý quan sát ký hiệu nghe của bạn làm nhé. Đó là ký hiệu nghe. Chúng ta hãy cùng quan sát bạn làm lại hành động nghe nhé. Cách biểu thị ký hiệu nghe như sau. Tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng ra trước, đặt ôm vào vành tay phải, đầu hơi nghiêng sang trái. Chúng ta hãy cùng xem bức tranh tiếp theo. Các bạn nói đó là những bông hoa. Bạn ấy đang làm gì bông hoa nhỉ? Bức tranh này thể hiện hành động gì hả các em?
đó là hành động ngửi. Các ngón tay phải xòe, lòng bàn tay hướng vào trong. Cử động ngón tay và di chuyển tay lên mũi, đồng thời mũi hít vào. Chúng ta hãy cùng xem bạn làm lại ký hiệu ngửi nhé. Hãy chú ý cách cô giáo sửa sai cho bạn. Cách biểu thị ký hiệu ngửi như sau. Các ngón tay phải xòe, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt trước miệng. Cử động các ngón tay và di chuyển tay lên mũi, đồng thời mũi hít vào. Các em hãy chú ý quan sát thật kỹ bức tranh tiếp theo này nhé. Chú ý hành động của bạn đang làm nhé. Bạn đang làm gì nhỉ? Hãy chú ý miệng của bạn đang làm gì? À, miệng của bạn đang ăn đúng không? Chúng ta hãy cùng học ký hiệu ăn nhé. Các ngón tay phải trụm, lòng bàn tay hướng vào trong, sau đó đưa vào gần miệng. Chúng ta vừa được xem lại ký hiệu ăn. Đó là ký hiệu ăn. Cách biểu thị ký hiệu ăn như sau. Các ngón tay phải trụm, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt trước miệng, sau đó đưa vào gần miệng. Hãy chú ý quan sát bức tranh nhé. Bức tranh này thể hiện hành động gì nhỉ? Miệng của chúng ta còn dùng để làm gì hả các em? À, đó là uống. Mình cùng học ký hiệu uống. Tay phải để chữ cái ngón tay cờ, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt trước ngực, sau đó di chuyển lên sát miệng. Đó là ký hiệu uống. Bạn đang thực hành lại ký hiệu uống đấy các em ạ. Đây là ký hiệu uống. Cách biểu thị ký hiệu uống như sau. Tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ cờ, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt trước ngực. Sau đó di chuyển lên sát miệng. Đầu tiên chúng ta học là gì nhỉ? Đó là ngủ. Tiếp theo là thức. Nhìn. Nghe. Ngửi. Ăn. Và uống. Tay để làm gì nhỉ các em? Bạn trả lời là tai, chúng ta thường dùng để nghe. Thế mắt chúng ta thì dùng để làm gì? Mắt chúng ta thường dùng để nhìn. Mắt chúng ta còn làm gì nữa không ạ các em?
chúng ta còn có hành động thức nữa. Mũi chúng ta thì thường dùng để làm gì? Dùng để ngửi. Miệng chúng ta thì thường dùng để làm gì hả các em? Miệng chúng ta thường dùng để ăn. Thế miệng còn làm gì nữa không hả các em? Đó là uống. Chúng ta thường sử dụng miệng để uống nữa phải không nào? Hai bạn sẽ lên thực hành lại những ký hiệu chúng ta vừa học nhé. Em hỏi và em sẽ trả lời nhé. Bạn đang hỏi, mắt thì thường dùng để làm gì? Tớ nghĩ mắt thường dùng để nhìn. Thế mũi thì dùng để làm gì? Mũi thì để ngửi. Bây giờ chúng ta sẽ đổi vai lại một chút nhé. Bạn sẽ hỏi và bạn My sẽ trả lời. Tai thì thường dùng để làm gì? Tai dùng để nghe. Thế miệng thì thường dùng để làm gì? Để ăn đấy. Miệng còn dùng để làm gì nữa? Để uống. Các em hãy ôn lại cho cô, các em vừa học những ký hiệu gì nào? Đó là nằm, bò, ngồi. Tiếp theo là gì? Đứng. Hành động đi. Hành động chạy. Còn nữa không? Ngủ. Thức. Nhìn. À, các bạn rất là thuộc bài đấy. Nghe. Ngửi. Ăn. Uống. Đấy là tất cả những ký hiệu hôm nay chúng ta đã học. Các em nhớ là về nhà phải học thuộc bài ngày hôm nay chúng ta đã học nhé. Tạm biệt tất cả các em. Chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình đến đây xin được tạm dừng. Chương trình được thực hiện dưới sự phối hợp của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Hội Người Khuyết tật Thành phố Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình. Hôm nay, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Vũ Thùy Linh và các em học sinh của trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính Hà Nội, xin được gửi tới quý vị bài học số 8 trong chủ đề bộ phận cơ thể và các hoạt động thường ngày. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chào tất cả các em. Cô xin được giới thiệu, cô tên là Linh. Hôm trước các em đã được học những ký hiệu gì rồi? Các em có thể nói lại cho cô không? Đó là ký hiệu nằm, ký hiệu bò, ký hiệu ngồi, ký hiệu đi, ký hiệu chạy, ký hiệu ngủ.
tiếp theo là gì? Thức, ăn, uống. Còn không? Tóc, má, mắt, mũi, miệng, răng. Còn ký hiệu gì không nhỉ? Ký hiệu đầu, tay, mình, chân. Cảm ơn các em rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học những ký hiệu mới nhé. Các em hãy nhìn tranh minh họa này. Đây là cái gì nhỉ? À, đấy là bàn chải chúng ta đánh răng hàng ngày đúng không? Chúng ta hãy cùng học ký hiệu bàn chải. Ngón trỏ tay phải duỗi thẳng, các ngón khác nắm lại, lòng bàn tay hướng vào trong, di chuyển ngón trỏ ngang miệng. Hãy chú ý cách cô giáo làm ký hiệu bàn chải nhé. Chúng ta đang được xem lại bạn làm lại ký hiệu bàn chải. Cách biểu thị ký hiệu bàn chải đánh răng như sau. Ngón trỏ tay phải duỗi thẳng, các ngón khác nắm lại, lòng bàn tay hướng vào trong, di chuyển ngón trỏ ngang miệng. Hình minh họa tiếp theo của chúng ta là cái gì nhỉ?